xin chào các bạn. Quang Đậu đang đứng ở trên con đường từ quận 4. Hôm nay là hôm nay là chưa biết một cái công ty nào mà bây giờ là đang có cái bảng đây. Nếu khó khăn trong mùa dịch, xin bạn lấy một phần quà. Nếu bạn khá bình ổn trong cuộc sống thì xin hãy nhường lại cho người kém may mắn. Âm Thanh Đình Thái. À, đây là cái công ty Âm Thanh Đình Thái nha các bạn. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 nha các bạn. Dạ. 7 tháng 4. Những ngày chống dịch và cách ly xã hội của Phan Thiết đây các bạn. Và studio Âm Thanh Đình Thái cũng đã có cái tấm lòng giúp đỡ cho những người nghèo neo đơn trên cái Bình Thuận này. Xin lỗi anh Thái. Dạ. Anh có cái ý tưởng này từ lâu chưa anh? Dạ, nói chung là năm nào rằm tháng 7 thì ở nhà cũng làm thiện, nhưng mà bữa nay chúng đợt dịch thì mình làm chưa. Trong cái vấn đề chống dịch và cách ly toàn xã hội của tỉnh Phan Thiết và nói chung của toàn quốc Việt Nam mình thì anh có điều gì muốn nói với mọi miền đất nước hay không? Thì bây giờ mình chỉ cầu mong là mau hết dịch cho cuộc sống những người dân người ta nó bình ổn trở lại, rồi cho nó ai cũng có đi công ăn việc làm, có cuộc sống thu nhập cho nó họ, cho trang trải cuộc sống trong gia đình. Thì là mình cảm ơn anh rất nhiều, tại vì trong cái thời gian này là đất nước Việt Nam mình quyết tâm làm sao mà đẩy lùi dịch trong cái tháng 4 này là thành công. Đó là mục tiêu là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mong muốn rằng là những anh em mình nếu mà có cái lòng hảo tâm làm như thế này thì đúng là rất là phát huy. Anh Thái à? Dù không có lớn nhưng mà mình thấy nó cảm thấy nó cùng chia sẻ với mọi người, có nhiều người cùng khổ, đang còn khổ hơn mình nữa. Vấn đề mà để làm thì anh thấy trong cái những cái năm và so với cái mùa dịch này thì anh thấy nó khác hẳn như thế nào? Thì nó rất là cuộc sống, những không phải nó nói gì cả nước mình luôn, những người ta rất là bấp bênh, những người bán vé số hay là những người khổ, những người đi mấy cái việc mà kiểu như không có chính thức, như các cơ quan hỗ trợ lương hoặc những cái việc không có chính thức thì người ta chỉ cách biên chế giảm lương hay là người ta khó khăn hơn nhiều nữa. Thì đúng đó là tình hình chung của anh em mình, cũng cùng chia sẻ cho đồng bào trong tỉnh và ngay cả nước Việt Nam mình. Thì nói chung là bây giờ Thủ tướng Chính phủ cũng có một cái suy nghĩ rất là đúng đắn, là hướng dẫn cho các cái ban ngành cơ sở rồi để mà giúp cho những cái người mà chẳng hạn như là neo đơn, bán vé số hoặc vân vân, tất cả những anh em mà như làm công việc là hàng ngày cho cái tư nhân thì nói chung là anh em rất là khó khăn. Tại vì cái đây mấy bữa mình có cho bên Đức Nghĩa dưới nhà thứ vợ bên đó, từ hôm nay mình về đây mình cho phía bên này. Rồi cảm ơn anh nhiều nha, rồi chúc anh thành công trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Đây bà con cũng ghé lại cái điểm để nhận quà đây. Đây gồm một thùng mì tôm với mấy ký gạo gì anh? 5 ký gạo, một thùng mì tôm và 5 ký gạo. Nói chung là anh em mình cũng cố gắng nhận cái lòng thành của anh Thái. Xin lỗi anh ở đâu? Tại mở của một phụ trinh đây. Của một phụ trinh ha. Bây giờ từ ngày giờ là có làm gì không anh? Chạy xe thô mà. Làm thô hộ. Xe thô. Xe thô có nghỉ hay là ráng đi làm? Nghỉ. Nghỉ nha. Để cách ly tập xã hội nha. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chú đi nhận quà ha. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 72. 72 tuổi. Rồi cố gắng. Rồi niềm vui đến với mọi người. Anh Thái này anh làm việc tốt. Rồi cảm ơn chú. Nặng đó, nặng đó bác, nặng đó, nặng. Chờ anh Thái tới mấy giờ? Dạ đây là hết rồi. Đây là lòng thành của anh Thái nha. Đây, đây. Gì ở đâu? Ở mãi Dốc Căng. Ở đâu? Dốc Căng hả? À, Dốc Căng trên đó là khổ rồi. À, trên đó là bữa nay là trồng cái gì trên đó? Không có trồng cái gì. Không trồng gì đi biển ha. Đi biển à. À, hai người là còn ở Dốc Căng hết. Ở chỗ cầu tàu á. Cầu tàu. Rồi biết rồi, ở trên đường lên chỗ đổ rác chỗ quán vui. Trên đó khổ lắm, trên đó khổ lắm. Bà con mình nói chung là cho nó đi biển mà phải không? Không à. Bây giờ bà con mình cứ ở nhà cách ly rồi nghe tin gì thì cứ nhận cái lòng thành của anh Thái đó. Đi tìm mấy chỗ người màu sáng rồi á. Rồi bây giờ đi bộ hay là đi xe? Rồi thôi bây giờ là hai gì cứ đi về đi nha. Rồi cảm ơn cậu nha. Rồi như vậy là hoàn thành anh Thái ha. Rồi cảm ơn nha. Rồi